Ôi rồi. Mấy con đó nó mắc cạn, nó chết rồi tao. Không, nó mới luôn anh. Đây nè, mấy con cái này nè. Dạ. Nè cá phi nữa anh. Ôi rồi. Cá đối nè. Cá đối cá phi. Cá đối cá phi luôn anh. Quá trời bắt cá cạn. Làm bắt cá cạn đi. Nhiều đây gì nữa à, chứ nó vô trong ao một cái ha. Trời ơi. Trời ơi, đông dữ vậy trời. Lúc này là hành với rau muống mà không cần phải mua nha. Nên vệ sinh. Hành, quá trời hành đợt này tốt. Mình xắt hành về bột cả nhà. Xin chào cả nhà. Xắt hành về bột. Chiên bánh, chiên tôm, chiên bột. Để hành vô luôn. Bữa nay chiên bột mà không có mua được gì kho lan, tại vì không có đi ra chợ muốn ra. Để vô miếng nó bình. Bằng, bằng, đổ cho mẹ miếng nữa. Nữa nữa, nữa. Xuống đi. Rồi, rồi, rồi. Này hồi bột nhão là tại bình. À, bằng. Ừ. Này nãy xài một bịch bột hương xưa. Bột bánh xèo với hai bột bịch chiên giòn. Cho hết tôm vô luôn. Múc ra miếng để nhúng. Nhúng chiên mấy cái tôm kia. Tôm chiên bột. Bữa nay không có khoai, mình chiên đại luôn đi. Vậy hả? Thằng nào với thằng nào biết không? Nhường mực mơi chè lắm. Vậy hả? Đây bữa nay em nấu mơi chè đi. Con nữa hả? Trời ơi. Dữ đó. Sáng chả, giờ chả biết. Dạ, nó nhồi vậy anh. Dài không? Dài hơn. Còn cái này cho bằng không?
không có ăn. Mấy đứa này nó chịu ăn bột anh. Mình á, bạn nó chịu ăn bột. Bạn nó chịu ăn bột. Dày thì nó không giòn vậy thôi, cái gì dày nó không giòn. Trời ơi, bự vậy. Mọi người mày ăn cái. Mọi người ăn miếng, nó nói này. Đúng rồi, phải không bằng? Bẻ ra. Chia đi, bây giờ mọi người miếng miếng nha, ăn hết miếng này là. Nếu ăn sao? Thì đó, thì không, mọi người miếng có ăn luôn. Nó hỏi thật chi miếng bự quá vậy. Miếng bự ăn miếng không? Đây, xin chào cả nhà nha. Bữa nay trời mưa mưa, thấy hàng làm món này cũng căng quá. Em ơi, cũng thấy được được nè. Nãy mấy miếng này nè, lần đầu tiên á. Ủa cái này? Em nó xuống, nó to. Này, chúng em kẹp cho sống. Dạ, kẹp cho sống. Ở quê của Tâm là mà này là tôm chiên bột chứ không phải là bột chiên tôm nha cả nhà. Tại vì chiên, mỗi lần chiên là tôm nhiều lắm. Mà cái tôm này nào mà anh lột vỏ rồi là nó bị đúng rồi, nó không giòn. Không giòn. Ừ. Mình chiên vậy là cái vỏ của nó cái giòn luôn. Nó giòn ngon. Ăn bánh chuối không? Cái bánh gì mà? Giống bánh cái bánh gì? Người ta cũng chiên với tép vậy nè. Mà người ta chiên nó dài ra. Ủa bánh giá là người ta để dành ăn với bánh xèo nè. Bánh giá là
giá đang với cuốn rau cải. Làm cho nó tơi ra cho nó bự. Đen thôi. Không sao. Giòn, không sao. Không sao cả nhà. Ổn cả nhà ơi. Quá xuất sắc. Cái này mới giòn. Mẹ không để cho nó gáo dầu đi nữa. Tại mẹ mất rồi. Mãi tán trong cái gì á. Xong. Chuẩn bị lên. Ủa nói điện cho chị Thanh mà quên rồi. Hai mẹ con mình chiên chả cá bán đi đây. Chả cá đi cả nhà ơi. Chiên xong. Với bánh nào bánh tôm. Đúng rồi. Đây là chút mấy chị nào ấy mới chiên. Hôm nay ha. Nhưng mà lên trên thì nghe ấy tại này đưa ra ngoài. Chắc cách thu. Chút nữa cắt ra miếng miếng để cuốn. Anh xuống ngồi đi. Vô đây. Ai mà đụng tới nó cái. Có bắt mười. Nóng. Mày lấy cái gấp á, cái gấp nãy mày đâu. Bữa mấy anh em đi lưới về nè. Ít. Ít con, sẵn bên em làm tôm chiên bột mình chiên luôn. Nãy có lẽ cái món này là chiên trước đó bi, tại món này thì mình không có cần phải cho nó giòn, còn mấy món kia thì phải để cho nó giòn mình lỡ rồi. Rồi được rồi, rau cải, bánh tôm chiên bột, cái này chả cá thu, ăn cuốn rau cải. Mấy con tôm này nó hơi bự nên lột ra để chiên tôm chiên bột. Rau cải. Dòng thấy ngon ha. Ai muốn ăn tương cà thì cứ chấm tương cà, tương ớt. Ăn một bánh cho vui thôi. Chứ mới ăn cơm thì mình biết no rồi. Rồi, Tâm mời cả nhà. Rồi, con mời ba mẹ nha. Mời anh Phúc, chị Thảo, anh Việt, chị Trang nè, anh Bình, Phong, Tí. Em Hiệp nữa. Anh Hiệp. Hiệp Hiền mày má Năm, chị Hằng, xuống anh ơi, bà cụ ơi, ông Mười xuống ăn miếng hả? Bên này thì không có nhà, sao ai dắt mua. Chị Hằng làm tôm dạ. Chiên bột với cái gì cũng tôm chiên bột đó đúng không? Có chả cá thôi. Chả cá. Này chả cá uống nước lèo cũng được. Đúng rồi, cái này y như là bánh giá vậy đó, đúng không? Bánh giá đâu có tôm mà vậy. Sớm em mới chở đi Vinh khám bệnh mới về đó. Cả nhà biết sao không? Thì mùa dịch á, ở dưới quê của Tâm á, Trà Vinh á, thì không có giãn cách xã hội, nói chung thì vẫn bình thường, thành ra là nhiều khi không nói rồi cả nhà không biết á, nói là mùa dịch thì sao ở xóm của Tâm hay tụ tập, tại vì chưa có ra quy định giãn cách xã hội á. Nếu như mà chính phủ thì ra quy định giãn cách xã hội á, thì Tâm cùng gia đình thì cũng phải tuân thủ theo, nhưng mà tại ở quê Tâm thì chưa có, thì nhiều khi anh em ở xóm á, thì xuống chơi vẫn bình thường. Chiều cái đi theo bác Mười đi vòng đi theo bác Chí, chiều cái đi theo bác Chí vòng cái mà ổi rẻ cho nó. Đi mua kẹo mua bánh quen lên, không có ổng. Biết sao không? Tại vì anh Chí chiều quá rồi nó đeo. Nó
tiền mất 10 10 tiền, 10 tiền mua bánh đó, tao có đồng bạc rồi không thiếu rồi. Ôm chạy ôm mừng thôi mất 10 đâu quen đi ghe tàu mất tiêu rồi, bỏ nguyên rồi. Này nè chị, chấm tương ớt tương tàu cũng ngon, nhìn hấp dẫn quá ha. Rau muống thì chị Huệ trồng 2-3 luống gì đó, ăn thoải mái luôn. Rồi ăn hết chảnh xuống tới em, vừa là ở trên chị lên nữa rồi đó. Để các chỗ của em một bọc đem về đón. Ăn cái mình tưới phân cái nó lên nữa à? Nó lên ăn tiếp. Mình trồng ăn rau sạch á, mình tưới nước không. Dạ, cứ tưới nước là bỏ phân là ăn thôi. Để thành ra là cho nó đỡ bệnh. Mà đất cây trồng rau muống không nhận tốt. Cải rau muống gì cũng tốt, hành không nhận luôn. Con đào qua hồi lần hai đứa con học, đứa lớp 10, đứa 11 còn bán rau muống luôn, nó 100 trăm mấy đủ hai đứa ăn. Mỗi ngày luôn. Dạ. Bỏ mối. Trồng một khúc lần này chỗ bỏ 3-4 lít. Mà ngày nào cũng có bỏ mối, bỏ mối mỗi nhà ta lại mua sao cái rau muống này nha. Dễ trồng. Dễ trồng mà lại thừa mặt. Mình trồng mấy nay được tuần nha chị ha. 10 ngày à? Chắc cả 10 ngày có ăn à. Nó non á. Ai, chị Thanh à? Em tưởng là chị còn ăn sao, em chịu ngâm muống sống sớm vô, sớm nhà em vô cả hải vô thấy em kêu quá trời luôn. Cái ủa chú chạy lưới đỡ không, nó không có gì hết trơn vậy trời, chú tôi lấy đá thôi chị nghỉ luôn. Không có đâu, nó nước trong thì chạy không có cá. Kẹp lại miếng bự vô ra, cá này hai bữa ăn cho đã. Ừ, nguyên miếng vô, đúng rồi. Nguyên miếng vô chấm ăn nó mới đã. Nhỏ nhỏ ăn đâu ngon. Hồi nãy chạy lên cổng trả tiền giọt. Bỏ qua nhà. Có con mẹ nói chúc mẹ đi ngang chạy dưới ghé ngang cô cả hai nhà. Anh Chí nói lại nhà Tèo lấy Tèo xuống đây cả. Dạ. Đúng rồi. Em đưa tiền cho Tèo rồi. Lấy cái là... Ba bả tính chở xuống trả luôn. Bà bả tính xuống ăn. Lấy cái chị ăn cơm bữa này ăn chơi mà. Làm miếng đi. Để mồi cho con ấy. Ngọc Anh này sáng nó cũng đi bệnh viện Minh Tâm nó khám bệnh lưỡi nó mà đâu có biết đâu rồi chưa mới chờ có gian. Sáng nó đi sớm bằng xe câu. Trời ơi phải biết em chạy đi luôn rồi. Thì hôm nó lên nó mua cạc thì hậu. Ngọc Anh nó về đi mấy chuyến người ta đi liền liền ta. Nó khám thành phố mà giờ dịch bệnh rồi nó. Đâu đi được. Thì bệnh viện Minh Tâm cũng hay. Dạ. Tâm giờ bác sĩ Sài Gòn cũng lắm. Đưa chả qua cho bà nội với chị dì Huệ có nhắc bệnh con có nhiều ngon ghê. Nó bụng mà chiên lẻ anh chị bánh xèo mình cũng thấy ngon còn nặng đó. Cái này chị chiên lửa lớn á. Bánh xèo là chị phải là chút giá mà chút củ sắn rồi lặt giặt rồi này dễ lắm. Mà nghĩ mình bỏ vô mình làm chung luôn xào lắm cũng ngon rồi. Đâu đâu cũng vô đó. Đâu cũng đâu cũng vô đó cái gì đâu. Tâm mà làm. Nãy dọn ngon hơn hết chứ. Tâm mà làm. Tâm mà làm vậy báo ra sao mà ăn hấu chị nào rồi ra. Thôi. Anh giáo kèo không tiếc à. Em đi chuyện rồi. Mình uống không? Uống gói ca đi. Quốc đi tối ngủ cho dễ. Bữa hổm mà. Hết rồi. Bữa nay làm hết rồi. Quốc bạn xị vô tối ngủ cho nó dễ. Rồi chấm nước mắm anh, à, ngon lắm á. Chấm thì ăn chấm tương ớt kìa. Rồi chấm rửa tôi bịch. Tương ớt. Tương cà. Tương cà. À chị. Quá rồi con. Đây làm cho nó ra xị nào. Uống ghê vậy bệnh. Uống đi ra, gót đi. Không uống cả mình đâu. Mình cũng có gì đâu. Làm mình sợ làm không không trôi á chứ. Trời ơi, trời ơi. 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 Tr
Mình luôn hả? Không có ai đành phải chơi mình thôi. Bữa đó bắt vừa mai nhổ củ cải mà vừa mai đâu ra sáng bắt vô ra. Phải qua anh phải lỡ rồi. Chạy qua đây hồi chạy lại, chạy qua chạy lại. Dạ. Chiên giòn cái này giòn mới ngon à. Cái này nè, chiên giòn vậy mới ngon, còn thấy ăn mới. Đúng rồi. Mềm mềm ăn nó ngán. Nó ngảo, ăn kỳ lắm. Dạ. Mở lại chiên phải ăn liền. Không, nãy giờ chiên cũng lâu rồi đó. Gặp bánh xèo nãy giờ là thôi, nó sẹp lát luôn rồi. Này chiên nó giá mà bánh bún lèo chiên về ngon. Chiên về có lời lắm á. Không có, bánh bún lèo lại có ế bánh giá chiều cũng không mềm. Chiên về lại lại chó. Thấy chưa? Bánh lèo ế bánh giá nó chiều cũng cứng ngắc à. Giọt tấu à. Uống nước lèo thường thường mình ăn với bánh giá, còn thôi chả giò. Còn bánh giá thấy chiên là tôm con phải cũng à, thử rồi nè, uống nước lèo thì cũng trúng sách rồi. Trúng sách rồi, nói chuyện này. Trúng sách luôn á. Thôi để lại đây mời nấu nước lèo ăn, nó không đâu quá nha chị ơi. Nó còn cứng mà. Nó còn cứng à. Thôi ăn ngày trước mà uống lèo sao. Bữa nấu lèo vậy á. Nấu đèo với anh Tâm nấu nói là giống y. Chị Hằng đi chờ đi biển nhà nó muốn lèo ăn lén. Trời ơi, nấu bữa mày đi đâu? Đi biển. Đi biển. Biển. Em thành phố. Anh Tâm có nhà vậy mà ăn nghĩa đó, em nấu hai lần là thằng Nghĩa không được ăn. Ủa, lần trước Nghĩa có được ăn. Sao Nghĩa không được ăn cái gì? Ủa, hai lần nhỏ không được ăn. Ủa, Nghĩa đâu? Với anh biết sao không? Em pha mắm kia nữa, đâu phải mắm nó không đâu. Phạm cá linh á. Phạm cá linh mà. Phạm cá linh mà. Dân dân tộc nó bóng nước lèo ngon. Nấu được gì hiểu không à? Phải chứ bộ. Thì anh biết sao, có nhiều người á, nếu mà nấu như mình là người ta không ăn được. Chị có nấu như em vậy á, là ai ăn cũng được. Ăn cộng mắm cá linh vô á. Mắm cá linh nó ngọt, mắm bùn hóc nó mặn. Nhưng mà mắm cá linh nó thơm. Nhưng mà anh phải trộn nha. Trộn. Phải trộn. Nhưng mà không trộn mới là người ta ăn không được. Nguyên chất bùn hóc ăn không nổi. Đây nấu là trộn. Mai mình còn núm mình nấu thử rồi khỏi trộn nó ngon không? Cái nào ngon? Cái này lâu lâu rồi á. Không, ăn, ăn mỗi ngày cũng được chứ lâu cần gì lâu. Để đi đừng ăn tới đám giỗ cúng ba em ăn luôn. Tại vì không có người nấu mỗi ngày. Còn, còn 2 tháng rưỡi nữa tới. Em quen không vậy đó. Nấu vậy là em mới ăn đó. Còn nấu mà kiểu như cái ấy là em không thích. Quấn mấy cặp nó bắp chuối bỏ trạch. Tính làm gì chị Hoài? Nấu ăn chua nữa không? Lấy bữa ra biển, lấy bữa ra biển buồn buồn không biết nói gì. Còn cái đầu con cá kìa, đầu con cá Út Đèo cho thì chưa nấu đâu, mai nấu cơm mẻ ăn đi. Đầu con cá gì đó? Cá bè. Cá bè đó. Nấu ăn đi để mai mốt hết ngon, thử ngon lắm. Nấu cơm mẻ ăn, mai nấu cơm mẻ ăn đi. Thử cái chảng ngoan kìa hả? Còn mới cá nâu kìa, mai làm cái lẩu đi em ha. Làm cái lẩu đi. Lẩu chua ngon lắm. Ừ. Lẩu chua. Bắp chuối. Dạ. Tại vì còn cái mớ cá nâu với cái đầu cá bè. Cá nâu còn đó hả? Còn kìa. Vậy mà mấy bánh tráng người ta cuốn món nữa. Cuốn vậy được à. Ngon bạn. Ngon à bình. Bình ơi thôi. Rõ sách lắm á. Bình ơi thôi thôi bình lấy ra làm hoài. Để Hiền nữa ăn cái món này. Cũng như cứ dạ trước thôi. Để nó nhẹ, cho nó có nhẹ. Trai dữ dàng lắm à. Chỉ với cái shop này là mấy kia không biết cái shop này, ai cũng biết mình á. Mình đi vô luôn. Vô luôn. Có dễ rồi. Bữa hổm mà ăn cục với dâu á. Đi đâu rồi nè, ăn cục cho cái nó sắp cái này nó chở. Anh về thôi mẹ mẹ. Bà cụ bên kia nè. Là nhưng mà bà cụ đó là cho trước. Bà cụ đó qua đem tâm cô cho em. Chỉ chọc mình nghĩ ăn thôi. Tưởng đâu chưa gì. Đành đó hả? Ừ. Đành. Là mẹ có nhà ai ấy hả chị Hai? Ừ, là bên kia chứ không phải bên này rồi đó. Mà nó biết vậy. Không ý em nói mấy nhỏ nhỏ, thằng nào biết là biết.
Còn không biết nữa lớn cũng. Cốc này hả? Chắc em mua thêm 20 cây nữa về em sen vô cho nó xanh xanh lên đó. Từ nữa ăn cốc không? Thấy cốc mau ăn. Mau ăn quá mới trồng đây có trái ăn. Phải quá. Ừ. Dạ coi hai cái chanh này không dài không to. Bữa hỏi mấy nó không có đấy. Chanh, em kêu còn hai trái, em kêu đều thôi hai trái thì nó đi. Có hai trái có hái hết thì hái chỉ còn trái sữa trái. Mua hai cái chanh năm rồi cũng mùa mưa đó. Ơi. Chanh đồ mà chưa có vợ là bẻ không có được không đó nha. Chanh em đâu có hái đâu. Chanh người ta ra được có trái ta mừng chết tôi đi mua đi. Đây kêu hái. Hái không có chanh. Hái trồng cây chanh hả? Nó có trái đi mà. Đẹp kia nhiều khi phi rồi. Nhiều trái lắm chị. Nó có trái rồi nó dữ lắm trái. Đúng 1 năm rồi đó. Nó có trái. Ăn không hết nổi đâu. Ăn không hết đâu. Cây chanh lại chịu phát rồi là không. Rồi đi đem. Tối về uống nước trà. Sáng chơi em con đi. Sớm giờ hai chồng đi. Cá nó chó nó ăn cá nhiều chứ nó cơm là đem ra là còn y vậy. Rồi cho thằng Bảo anh cho thằng Thức. Cho để cúng cho bạn gì đổng ăn đi. Đâu có nó ăn lắm. Ăn gì rồi. Xong rồi đó. Đem dĩa đó về trả cho anh Thức với anh Bảo. Trời ơi, dĩa đó là có 3 miếng như vậy. Cô 2 miếng nữa. Nhưng mà chị biết sao, cái tôm này nè, nếu mình chiên vậy rồi lỏng rồi. Nếu mà chị lột cái vỏ nó đi, tôm chị không giòn. Không giòn vậy nè. Con muốn thuốc cát thì con lên thuốc, ai kêu con về vậy? Tự rồi. Giờ Tâm cùng gia đình xin chào cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau.